con người coi loài hổ như một biểu tượng để sùng bái. Người ta in hình chúng trên lá cờ và coi chúng như linh vật của các đội thi đấu thể thao yêu thích. Rất ít loài động vật có sức hấp dẫn như loài hổ, và cũng hiếm loài động vật nào có thể tung ra những vũ khí chết người như móng vuốt của hổ. Loài hổ từng rất phổ biến trên khắp châu Á, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến bờ biển phía đông của Nga. Nhưng do có sự can thiệp của con người, hiện nay chúng chỉ được tìm thấy ở khu vực từ Ấn Độ đến Đông Nam Á và Đông Nam Siberia. Số lượng loài hổ còn khá ít và chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hổ là loài có tập tính lãnh thổ cao, thường sống đơn độc nhưng cũng thể hiện tập tính xã hội. Hổ cái thường chấp nhận sự có mặt của các con hổ cái khác, trong khi hổ đực thường không thích sự hiện diện của những con đực khác trong lãnh thổ của chúng. Khi xảy ra tranh chấp lãnh thổ, chúng thường giải quyết bằng những màn đe dọa thay vì chiến đấu trực tiếp. Con hổ nào chịu thua sẽ đầu hàng bằng cách lăn xuống đất để lộ phần bụng của nó ra trước con hổ chiến thắng. Sau đó, con hổ chiến thắng có thể sẽ chấp nhận sự hiện diện của con hổ kia, miễn là nó tránh ra xa. Đôi khi móng vuốt của con hổ có thể gây thương tổn rất nặng và những cuộc đối đầu sẽ kết thúc đầy chết chóc. Hổ là động vật săn mồi trên núi cao và là những thợ săn bậc thầy. Chúng thích ăn thịt hươu và trâu bò. Chúng chủ yếu sống về đêm, nhưng cũng có khi người ta bắt gặp chúng đi săn ban ngày một mình. Chúng sẽ rình rập con mồi, cố gắng để không bị phát hiện. Sau khi tiếp cận thành công, con hổ sẽ phục kích và áp đảo con mồi bằng kích thước to lớn và sức mạnh của mình. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hổ có thể di chuyển, đạt tới tốc độ lên đến 56 km/h. Con mồi phải ở trong phạm vi đủ gần để cuộc phục kích diễn ra thành công. Nếu bị phát hiện quá sớm, con hổ sẽ từ bỏ cuộc săn lùng thay vì đuổi theo con mồi hoặc đối đầu trực tiếp với con mồi. Với phương pháp này, một con hổ đơn độc có thể hạ gục một con trâu nước nặng gần 100 kg. Bàn chân và móng vuốt của loài hổ rất khỏe. Người ta đã ghi nhận các cuộc tấn công, trong đó chỉ một cú vồ duy nhất là đủ để phá vỡ hộp sọ của một con gia súc. Điều này có thể xảy ra bởi vài lý do. Xương ở chân trước của hổ rất khỏe và cứng cáp, hỗ trợ các bó cơ lớn gắn liền với chúng. Các xương ở bàn chân con hổ được gắn kết với nhau bởi nhiều dây chằng làm bộ đệm cho bất kỳ động tác nào. Móng vuốt của loài hổ có thể thu lại giống như loài mèo. Các dây chằng giữ chúng trong một lớp vỏ bảo vệ và luôn thu lại khi không sử dụng đến để đảm bảo chúng luôn sắc nhọn. Móng vuốt của hổ có thể dài tới 10 cm. Mỗi bàn chân có 4 móng vuốt và một móng vuốt đặc biệt ở phía sau chân trước, gọi là móng huyền đề. Nó có chức năng giống như ngón tay cái của con người. Các móng vuốt uốn cong còn lại giúp con hổ tóm thật chặt, cho phép chúng giữ những con mồi lớn trong lúc trèo lên cây. Mặc dù các móng vuốt uốn cong giúp cho việc leo lên cây trở nên dễ dàng, việc leo xuống khó khăn hơn một chút. Chúng phải trườn chân sau xuống trước hoặc nhảy xuống, và chúng là loài leo trèo kém nhất trong họ nhà mèo.
móng huyền đề, không tiếp xúc với bất cứ thứ gì trong khi con hổ đi lại. Vì vậy, sau một thời gian, chúng trở nên vô cùng dài và sắc nhọn, một vũ khí hoàn hảo để giữ chặt con mồi. Loài hổ cũng sử dụng móng vuốt để đánh dấu lãnh thổ của chúng bằng cách cào lên cây, liên tục cấu xé vỏ cây, để lại nhiều dấu vết hằn sâu trên thân cây. Vật chất rơi ra từ móng vuốt bám lại trên thân cây và những con hổ khác có thể dễ dàng ngửi thấy, như một lời cảnh báo rằng đây là lãnh thổ của ai.